Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam đã. Rất vui gặp lại anh chị ở kênh của Nam nha. Thì hôm trước Nam có làm một cái video quay chiếc xe SH125i màu đỏ CBS lên cho anh chị tham khảo. Thì có một số anh chị khách hàng vào kênh của Nam á, comment là kêu Nam quay chiếc SH150i đi, màu đỏ. Thì thực tế á, về cái thiết kế á, của xe SH125 và 150i không có gì thay đổi hết nha anh chị, y hệt nhau và cái màu sơn cũng vậy luôn. Ví dụ như anh chị coi chiếc SH125i màu đỏ đô như thế nào thì chiếc SH150i màu đỏ đô y gan vậy, màu là giống nhau luôn, không có đậm, không có lợn gì hết. Thì ngày hôm nay có xe về thì Nam sẽ quay lên chia sẻ với anh chị ha, sẵn tiện báo giá luôn để cho anh chị nào có nhu cầu quá thì chúng ta sẽ dễ tham khảo nha. Rồi, chiếc xe này quá quen thuộc rồi. Nam sẽ quay lại cho anh chị nào chưa biết về chiếc xe này thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Còn anh chị nào biết rồi thì thông cảm bỏ qua cho Nam nha. Chủ yếu là quay về cái màu sơn là chính thôi. Thì hiện tại Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Anh chị nào ở khu vực này có nhu cầu muốn mua xe Honda các loại thì cứ liên hệ Nam, Nam sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. À, một màu đỏ bọc đô rất là đẹp. Cái xe này thì đúng cái giấy cà vẹt của anh chị ra sẽ là ga màu đỏ đen nha anh chị. Còn cái tên gọi khách hàng thường hay gọi với cái tên thân thuộc đó là đỏ đen, đỏ bọc đô, đỏ mận, đỏ huyết đó, thì cũng là em này. Nhưng chính xác đây là màu đỏ đen ha. Tại vì SH Nam của chúng ta 125 á chỉ có một màu đỏ đô duy nhất thôi, đỏ đậm này thôi chứ không có màu đỏ tươi nha anh chị. Nói SH125 màu đỏ là chắc chắn là ga màu này, không có màu đỏ khác nha. Rồi, đây là toàn bộ phần đầu xe ha. Thiết kế thì vẫn giữ như nguyên như vậy thôi, không có gì đặc biệt. Thì trên này là hai cái đèn đề mi hay gọi là đèn sương mù của anh chị. Bên trên là một cái viền mạ cà rơm ha. Bên dưới này là cái mặt nạ nhỏ nè, có chữ Honda. Chỗ này sơn màu đen bóng nha anh chị, và cái viền mạ cà rơm. Hai bên này thì tích hợp hai cái đèn xi nhan. Và tất cả đèn trên xe này đều là hệ thống đèn full LED nha anh chị, đèn nào cũng là LED hết. Bên dưới này có một miếng mạ cà rơm lớn này, kéo dài từ cái đèn xi nhan bên trái qua đèn xi nhan bên phải ha. Và dưới cùng là một cái đèn pha cốt. Thì cái hệ thống đèn của chiếc SH Nam của chúng ta thì có 3 khoang thôi, hai khoang ngoài á là cốt, có khoang trong là pha nha anh chị. Nếu mà nói về phong thủy á, thì cái màu đỏ này rất hợp với anh chị nào có phong thủy là mệnh hỏa ha. Đó. Xe thì được trang bị công nghệ thắng đĩa trước sau luôn nha anh chị. Tuy nhiên chiếc xe Nam đang quay đó là thắng đĩa thường thôi, chưa phải ABS ha. Thì mua xe nên lựa chọn thắng đĩa thường hay thắng đĩa ABS thì ở những cái video trước Nam đã có nói rồi. Anh chị nào chưa xem thì vào kênh của Nam xem lại ha. Thắng đĩa thường thì có cái ưu điểm là đây, không bị rơi, phanh kết hợp nha anh chị. Có nghĩa là bóp thắng sau nó ăn ăn một thắng trước ha, bóp một thắng ăn hai thắng. Đó là cái ưu điểm của phanh kết hợp nha. Mâm thì mâm và phuộc thì sơn một cái màu bạc anh chị, cái màu bạc này sơn bóng chứ không phải sơn nhám ha. Đó, màu bạc sơn bóng. Rồi, mâm này có kích thước là cái bánh trước này có kích thước là 180 16, mâm này 16 inch nha anh chị. Dầm ra phía sau. Dầm ra phía sau đây. Đây là cái phần ốp sườn sau ha. Thì vẫn là một cái thiết kế quen thuộc thôi, cái đường gân chỗ này tạo điểm nhấn cho phần ốp sườn ha. Kết hợp với đó là một cái chữ SH, đây cũng là tên xe luôn nha anh chị. Chữ này xi màu trắng ha, 3D nổi nha anh chị. Và cái xe 150 ấy, thì sẽ có số dán 150i chỗ này, còn 125 thì sẽ không có số dán nha anh chị. Có một số anh chị khách hàng hỏi Nam cái số này là nó màu gì, thì tùy vào xe mà nó có màu khác nhau ha. Ví dụ như xe này màu đỏ thì cái số này màu bạc nha anh chị. Cái số này màu bạc. Và cái ví dụ như xe này màu trắng thì cái chữ cái số này nó sẽ là màu đen ha. Đó. Tùy vào cái màu của chiếc xe mà có cái số đó có cái màu khác nhau. Thì cái đó nó dễ thôi, anh chị thích cái màu gì mình mua mình gắn vào thôi, thì cái số đó hai bên luôn nó có mấy chục ngàn ha. Màu đỏ này nhìn rất là bóng ha. Rồi, đây là phần sau của xe. Đây là phần Boe nè, công nghệ EP Plus nè, quá quen thuộc rồi. Còn xe nào mà sử dụng công nghệ EP mà không có dấu cộng này á, là công nghệ cũ nha anh chị. Công nghệ mới thì nó vận hành êm ái hơn nè, mượt mà hơn, ít hao nhiên liệu hơn. Đó, đây là phần lốp máy của xe đây, có đóng chữ Honda nè. Đây là phần nhựa ha.
Rồi, đây là phần gác chân sau của người ngồi sau. Gấp lên rất là gọn gàng. Và xe sử dụng chân chống điện nha anh chị. Đá chân chống xuống là máy nó tắt ha. Vấn đề máy nổ thì phải gạt chân chống lên. Rồi, xe thì hai phục, lò xo thì được sơn màu đen bóng ha. Nhìn nó rất là thể thao. Và phục này cũng điều chỉnh được luôn. Đây. Có những cái nắp nè. Và xe này sử dụng sao có kích thước là 120 80 16 mâm trước mâm sau giống nhau nha anh chị. Bằng nhau ha, có điều cái vỏ sau thì nó lớn hơn vỏ trước ha. Mâm thì thiết kế 5 chấu kép giống nhau luôn. Đều sử dụng vỏ không có ruột nha anh chị. Hầu như xe tay ga không có chiếc nào sử dụng vỏ có ruột hết á. Rồi sau cùng của chiếc xe là cái phần đèn hậu ha. Đèn hậu thì có một viền mạ crôm nè, kéo dài từ bên trái qua bên phải ha. Tạo điểm nhấn cho cái phần đuôi xe chúng ta. Và toàn bộ đèn trên xe đều là đèn LED hết. Và cái cụm đèn hậu này anh chị, ban đêm lên đèn rất là đẹp. Nó thiết kế giống như là nó sọc cơ đó. Nhưng thực chất là bóng LED nha anh chị. Đèn nhan cũng là đèn LED luôn. Này nó liền khói với nhau ha. Rồi đây là đèn soi biển số, cũng là đèn LED luôn. Bên này miếng phản quang chữ Honda. Rồi đây là phần bộ xe đây. Cái miếng ngoài này là cái miếng cách nhiệt nha anh chị. Miếng cách nhiệt gồm có hai miếng ha, một miếng nhựa đen, một miếng nhựa đen lớn, và bên ngoài là một cái miếng chụp inox bên ngoài ha, tạo điểm nhấn cho cái miếng cách nhiệt ha. Hay còn bên nam còn gọi là cái bát bô của anh chị. Còn đây là cái phần đĩa sau ha. Đĩa trước đĩa sau luôn. Là đĩa thường thôi. Nếu mà ABS thì ABS trước sau, còn đĩa thường thì đĩa thường trước đĩa thường sau luôn. Hay gọi là đĩa CBS á. Thì cái phục này điều chỉnh được, nhưng mà để anh chị điều chỉnh á thì phải điều chỉnh hai bên ha. Ví dụ điều chỉnh bên trái thì phải điều chỉnh bên phải luôn. Như thế thì chiếc xe chúng ta chạy nó mới cân đối nha. Rồi. Dọc cái bên này, ốp sườn phía bên phải ha. Đó, vẫn là cái trung tâm chỗ này là điểm nhấn của cái ốp sườn xe ha. Tên xe chữ SH nè, số cho 50. Rồi, góc này anh chị sẽ dễ nhìn thấy nhất cái phần mâm xe ha, thiết kế 5 chấu kép nè. Đó. 1 2 3 4 5. Sơn màu bạc ha. Rồi, có một số anh chị hỏi Nam á là cái dòng xe SH 125 á có cái mâm đen không? Là không có nha anh chị. Muốn làm mâm đen thì chúng ta làm giấy tờ xong rồi chúng ta độ lại ha. Rồi, chúng ta sơn lại thôi. Chứ zin của nhà máy là 125 với 150 màu trắng, màu đỏ, màu đen sơn bóng là tất cả mâm xe đều màu bạc hết ha. Còn anh chị muốn mâm đen á, là mua chiếc SH 150 ABS màu đen nhám phiên bản đặc biệt với lại màu xám xi măng phiên bản thể thao. Là hai chiếc xe đó là có sẵn zin là màu đen nhám của cái vành xe sơn đen nhám thôi. Còn tất cả những cái màu còn lại là sơn màu bạc giống vậy hết nha. Rồi đây là mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe SH 150 nha anh chị, 2.24 lít trên 100 km ha. Đó, nói chung mức tiêu hao nhiên liệu thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là quãng đường chúng ta đi nè, thứ hai là chở nặng chở nhẹ nè, thứ ba là kỹ năng của người chạy nè. Đó, phụ thuộc nhiều yếu tố. Rồi đây, hai bên phần cánh bửng của xe thì vẫn có những cái đường gân nè, tạo cho xe chúng ta có cái điểm nhấn và giống như là nó những cái cơ bắp nè. Có cảm giác nhìn chiếc xe chúng ta nó cứng cáp và nó mạnh mẽ hơn. Rồi, đây là toàn bộ phần đầu xe nè. Đồng hồ, mi đông, tay cầm. Đây, vẫn có bát xin nha anh chị. Cốt pha nè. Bát xin là gì? Có nghĩa là nhá đèn nè, xin tín hiệu xin đường nữa anh chị. Giống như anh chị đi đường mà thấy xe ô tô nhá nhá cái đèn đó, thì hình thức nó giống vậy. Nam cũng rất thích điểm này. Nhưng mà chỉ có cái dòng xe SH Nam chúng ta hoặc là Winnie X mới có ha. Những dòng xe khác hầu như là chưa có ha. Những nút điều chỉnh cơ bản thôi. Kèn, xi nhan, info A, info B, chỉnh đồng hồ lớn, đồng hồ nhỏ. Ai liên tớp, ngắt động cơ tạm thời, dừng đèn xanh đèn đỏ, máy tự tắt, khởi động. Đây là đồng hồ. Đồng hồ thì có cái mạ crôm chỗ này, mô phỏng hình chữ X ha. Và ở giữa là một cái chữ SH. Đó. Đây, ở giữa chỗ này thì có cái logo cánh chim ha. Đó. Rồi, em sẽ mở cái đồng hồ lên cho anh chị xem nha. Đó, vẫn như vậy, không có gì thay đổi ha. Vẫn đầy đủ các tính năng. Đó. Rồi, nhanh trái, nhanh phải, báo bơm xăng điện tử nè, báo thời gian, báo vận tốc, báo điện thế bình ắc quy, báo mức tiêu hao nhiên liệu của cái xăng nè, báo quãng đường, báo số km chứ, dưới này báo quãng đường,
À, vẫn đầy đủ hết, pha cốt rồi đầy đủ. À, bó liên tớp. À, nói chung là đầy đủ các tính năng. À, giống như 21 với 22 thì nó cũng bị gian nha thôi anh chị. Thì chiếc xe nó đang quay là remote hai nút nha anh chị. À, đây là phần ổ khóa nè. Đó, vị trí O là tắt nè. À, vị trí bên đây mũi tên thì nhấn cái nút này là mở yên, nhấn nút này mở xăng anh chị. Còn chữ Y đây là mở xe ha, còn khóa cổ xe qua bên đây. À, rồi đây thông số cơ bản của xe nè. Đây, SH150i, à, nhà máy sản xuất tại Vĩnh Phúc nè. Trọng lượng bản thân 133 kg, còn ABS thì 134 kg ha. Thể tích làm việc 156,9 cm khối nè. Năm sản xuất 2021 nè. Anh chị nào muốn mua xe mà cái năm sản xuất là 2022 á, thì đợi khoảng tháng, hơn nữa thì mới có nha. Chứ hiện tại bây giờ thì chưa có nha anh chị. Mà theo cá nhân Nam nghĩ á, thì cái xe hai bánh chúng ta nó không có niên hạn sử dụng, bởi vì 21 cũng được, 22 cũng được. Nhưng mà quan trọng là cái form dáng này anh chị có thích hay là không. Tại vì xe nó không có gì khác biệt. Nếu như xe nó có sự khác biệt thì chúng ta cân nhắc 21 với 22. À, theo cái quan điểm cá nhân của Nam thì vậy. Rồi, yên xe thiết kế theo phong cách hai tầng. À, đây là phần người ngồi trước nè, người ngồi sau. À, có một số anh chị thắc mắc là ủa sao không thiết kế cho nó bằng nhau đi, nếu mà thiết kế bằng nhau liền nhau luôn như chiếc xe rim xe quay đồ thì chắc chắn người ngồi trước không bao giờ chống chân tới nha anh chị. Rồi phần sau thì kết hợp giữa da trơn với da nhám ha, và đó là những cái lằn chỉ mai tạo điểm nhấn cho cái phần yên xe chúng ta. Tay giác thì được sơn màu bạc nha anh chị, bằng nhựa ha. Rồi đây là cốp xe. Cốp xe này rộng khoảng 28 lít nha anh chị, để được hai mũ bảo hiểm loại nửa đầu và một số vật dụng cơ bản khác ha. Đây cốp xe này. Đó, đây là gương chiếu hậu nha. Rồi trang bị luôn cổng sạc điện thoại luôn. Đó, Nam rất thích những xe trang bị sẵn thế này, khỏi cần tốn tiền mua thêm cái đẩu chuyển đổi hay như cần ghim cáp và sạc thôi. Nhưng mà vẫn không khuyến khích sạc trên xe nha anh chị. À, khi nào mà chúng ta hết pin bất chợt mà đi đường á, chúng ta ghim sạc đỡ thôi, chứ không khuyến khích sạc trên xe ha, để tránh tình trạng cháy nổ nha anh chị. Đó, là toàn bộ về thông tin của chiếc xe SH150i CBS màu đỏ này. Đó. Rồi em sẽ báo giá luôn ha. Hiện tại thì hôm nay là tuần đầu tiên của tháng 1 2022 rồi, thì chiếc xe này bên em đang bán ra ở mức giá là 103 triệu 500 ngàn nha anh chị. Giá xe thì đã bao gồm VT nhưng chưa bao gồm phí lăn bánh nha. Và giá xe có thể dao động tùy theo từng thời điểm nha anh chị. Anh chị nào muốn biết giá tốt nhất tại thời điểm anh chị mua thì cứ liên hệ cho Nam ha, Nam sẽ báo giá ha. Rồi, có một điều muốn chia sẻ thêm với anh chị là có một số anh chị khách hàng hỏi Nam á, ủa hồ sơ hải quan cầm tay là sao? Chưa bao gồm phí lăn bánh là sao? Có nghĩa là anh chị nào ở ngoài tỉnh thì Nam chỉ bán giao hồ sơ cầm tay thôi, có nghĩa là đã xuất hóa đơn đỏ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VT nhưng chưa bao gồm thuế trước bạ phí biển số. Anh chị cầm cái hồ sơ đó về nơi mình ở, đóng thuế trước bạ và vô công an bấm số là xong nha. Hay còn gọi cái đó gọi là phí lăn bánh đó, đó anh chị. Chỉ việc là còn anh chị ở trong tỉnh Đồng Tháp á, thì Nam sẽ bao làm giấy tờ luôn ha. Tại vì do dịch bệnh bên em không có di chuyển đi được, với lại sếp không có cho hỗ trợ làm giấy ngoài tỉnh để đảm bảo sức khỏe cho anh em nhân viên anh chị. Này thì anh chị cũng hiểu và thông cảm cho nha. Rồi, đó là tất cả thông tin về chiếc xe SH150i phanh đĩa thường CBS này. Anh chị nào có nhu cầu, đam mê thì liên hệ Nam ha. Địa chỉ và số điện thoại Nam để bên dưới phần mô tả của video nha. À, bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian để theo dõi video của Nam. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe nè, và những mẫu xe mới ra nè, và chương trình khuyến mãi nè, và giá xe nè. À, rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.